Chào buổi sáng mọi người. Bây giờ là 8 giờ và mình chuẩn bị đi làm. Đi làm mình á. Bây giờ thì mình đang di chuyển đến 16 chuẩn bị quay ai là trước mình. Mình sẽ cho mọi người xem trực quay ai là triệu phú như thế nào nhé. Đây là xem quay ai là triệu phú luôn. Ai là triệu phú? Mình tôi sẽ phải trả lời khá hai câu. Tôi tạm lập. Thán quá không có nguyên rơi nào nữa mà dòng đang chậm như tôi cả. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn trưa. Một suất này có 35.000 thôi mọi người. Siêu rẻ mà rất là ngon, rất là tươi. Xin chào mọi người. Ăn xong rồi, bây giờ thì mình sẽ về công ty để channel nha mọi người. Channel ngay gần đây thôi. Về công ty làm việc thôi, 2 giờ chiều rồi. Nha. Văn phòng cái chế đó. Chưa một hai đến luôn. Đấy mọi người, đây là cái nghĩa sẽ quay của bọn mình. Còn đây là thôi mọi người bỏ qua, bỏ qua. Bây giờ là 7 giờ tối và chúng tôi vẫn đang làm việc, chúng tôi vẫn chưa được nghỉ. Nhưng Sếp Huy đã về từ 6 giờ, từ 5 giờ chiều đúng không anh? Huy về từ mấy giờ? Anh Sếp Huy đã về từ 5 giờ chiều sẽ không nhìn thấy những thành nhân viên vất vả bưng bê như thế này. Thấy chưa? Khi làm mà phải ở nhà, đi làm công ty là ngồi điều hòa, đánh văn bản sướng lắm. Nhưng thực ra là bưng bê như mọi người. Cùng thì mình cũng về nhà rồi mọi người ơi. Bây giờ là 9 giờ tối rồi, mình đã về nhà rồi. Mình vừa tắm xong nhưng mà chưa tẩy trang. Tại vì mình đang muốn quay tiếp video trên mắt. Tôi sợ là tôi tẩy trang xong các bạn kiểu sợ tôi ấy. Nhưng đến tối rồi chúng ta sẽ có một hoạt động rất là thân quen, đó chính là đắp chăn lên giường đi ngủ thôi nào. Ủa đấy, đấy là kênh YouTube Phương Cảm ơn và anh Tôn Phạm nhé. Còn mình là đến giờ rồi, chúng ta sẽ cùng thắp nến và chúng ta cùng học bài nha. Thật ra thì các bạn sẽ nghĩ là tại sao mình lại phải học bài đúng không? Học là vô tận các bạn ạ. Mình không chỉ học bài đâu, mình đang học tiếng Anh để mình chuẩn bị ra trường. Mình thì sẽ phải thi tiếng Anh đầu ra bằng của mình học bài cho nên là mình phải thi được bằng ngang tầm B2 đó. Thì nó khá là ít thời gian để có thể là ra được lớp, các lớp học tiếng Anh hoặc là các trung tâm tiếng Anh ý. Nên là mình quyết định đó chính là học tiếng Anh online ở nhà. Mình học ở EasyIELTS. Một trong những lý do mà mình chọn học ở EasyIELTS ở đây thì người ta thứ nhất là người ta sẽ dạy online như thế này và một lớp chỉ có 8 người thôi, nên là người ta rất là chỉnh chu và rất là take care mình rất là tốt này. Thứ hai nữa là mình được nói chuyện giao tiếp, được nghe, được nói với những cái giáo viên người bản xứ ấy. Cái điều thứ ba mà mình siêu thích ở đây ấy, đó là ở EasyIELTS này thì là người ta đã sử dụng một cái ứng dụng AI và giúp cho mình có thể là luyện nói liên tục mà không bị giới hạn thời gian đó, không bị giới hạn thời gian nghe nói các thứ, có cam kết chuẩn đầu ra cho mình bằng văn bản. Đấy, lần đầu tiên mình thấy một trung tâm mà có cam kết đầu ra bằng văn bản hẳn hoi nha. Đó là mình sẽ được học lại hoàn toàn miễn phí luôn mọi người ạ. Thế là kiểu các bạn thấy mình yếu ở đâu thì mình có thể học ở đấy. Với lại là ở đây thì người ta cũng sẽ có một cái hệ thống quản trị để mà mình có thể học được mọi lúc mọi nơi. Với cá nhân mình không chỉ là mình học để mà mình ra được trường, mà mình nghĩ là trong cái lĩnh vực, trong cái công việc của mình thì rất là quan trọng tiếng Anh để có thể tiếp xúc với mọi người đấy, để có thể mở thêm trí tuệ, mở thêm tầm nhìn và hiểu biết của mình hơn đấy. Các bạn nếu như mà các bạn đang đi tìm một cái phương pháp tiếng Anh nào phù hợp này, hay là các bạn muốn biết là mình đang ở mức điểm bao nhiêu này, các bạn cần tìm một trung tâm tiếng Anh để học hoặc là tìm một phương pháp học thuận lợi thì các bạn có thể tham khảo cái EasyIELTS này nhé. 12 giờ đêm rồi, mình phải đi ngủ đấy. Tạm biệt các bạn. Bye bye.